Sơn đang sửa nhà tắm hang, hàng chục triệu người Việt tin dùng. Khi hôm nay lại có mặt tại đây để tiếp tục review cho quý vị và các bạn một sản phẩm mới của tập đoàn Han chúng tôi. Đấy chính là sản phẩm quạt mát âm trần sử dụng cho nhà vệ sinh. Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới mà tập đoàn chúng tôi mới triển khai từ đầu năm 2020. Vâng, có rất nhiều người bảo với chúng tôi là cuộc sống ngày nay khi mà đã có những cái thay đổi trong cái thẩm mỹ cũng như là những cái hưởng thụ trong cái nhà vệ sinh, thì có một cái sản phẩm nào đấy để đáp ứng được nhu cầu vừa mát vừa đẹp trong nhà vệ sinh, thì chúng tôi đã cho ra đời cái sản phẩm quạt mát âm trần này. Vậy thì một số ưu điểm mà dòng quạt mát âm trần của tập đoàn Han mang đến cho quý vị và các bạn là gì? Thứ nhất, đấy là về thiết kế rất sang trọng, rất đẹp và độc đáo trên thị trường. Thứ hai là sử dụng công nghệ quạt gió, làm việc với chế độ quạt thổi gió mát tập trung ly tâm 5 chiều, giúp đẩy gió xa hơn, sử dụng dễ dàng bằng điều khiển từ xa hoặc là công tắc, có thể lắp trên các loại trần như là trần thạch cao và đặc biệt là rất phù hợp với trần nhôm kích thước 30x30. Một số cái thông số kỹ thuật, quý vị và các bạn lưu ý khi lắp quạt mát âm trần của tập đoàn Han chúng tôi. Đấy là thứ nhất là kích thước quạt mát là 30x30. Kích thước khoét lỗ là 27,5cm x 27,5cm và cùng lắm là đến 28 x 28cm. Sử dụng nguồn điện là 220V, rất thích hợp cho tất cả mọi gia đình ở Việt Nam. Quý vị và các bạn lưu ý là tốc độ gió tại cửa ra đạt vận tốc đến 9m/giây, rất là mạnh. Quạt mát âm trần của tập đoàn Han chúng tôi thì chỉ có công suất là 39W thôi, cho nên rất là tiết kiệm điện. Trong cái quạt mát âm trần của tập đoàn Han chúng tôi thì đã tích hợp sẵn dây điện dài 1m, đầu cắm tròn theo tiêu chuẩn châu Âu. Và đặc biệt là quạt mát âm trần của chúng tôi được bảo hành tới tận 3 năm. Tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han, hàng chục triệu người Việt tin dùng.